Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu các học viện danh tiếng tại Singapore cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về học viện MAGES Institute of Excellence, là một học viện hàng đầu nổi tiếng chuyên đào tạo về thiết kế trò chơi và hoạt hình tại Singapore. Thì sinh viên của học viện đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, bao gồm cả châu Âu, châu Úc và khu vực châu Á. Học viện tự hào được nhận danh hiệu cao quý về chất lượng giáo dục, chứng nhận EduCert 4 năm. Khuôn viên chính của học viện tọa lạc thuận tiện giữa trung tâm của Singapore, chỉ cách trạm tàu điện ngầm Somerset 2 phút và có thể đi lại thuận tiện bằng xe buýt cũng như là taxi. Sinh viên sẽ có cơ hội làm việc trong các dự án công nghiệp trước khi sinh viên tốt nghiệp để xây dựng một danh mục đầu tư mạnh mẽ cho công việc tương lai thông qua giáo dục toàn diện của nhà trường. Sinh viên cũng có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham quan. Tỷ lệ giảng viên và học sinh tại học viện rất là thấp, một giảng viên thì đi kèm với 9 học sinh. Ngoài ra, học viện MAGES được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tiện nghi hiện đại như là phòng lab, studio, phòng hội thảo, sảnh sinh viên, thư viện, cùng với hệ thống wifi phủ rộng khắp mọi nơi, dịch vụ in ấn miễn phí và tủ đựng đồ dùng cá nhân cho mỗi sinh viên. Môi trường học tập an toàn cho sinh viên thông qua hệ thống an ninh với máy ảnh hồng ngoại và máy báo cháy trong khắp tòa nhà phòng khi có sự cố xảy ra. Về các trường đại học đối tác với học viện gồm có Brock University của Canada. Thì Đại học Brock University của Canada là một trong số ít những trường hàng đầu tại Canada. Trường cung cấp một hệ thống đại học mở rộng cũng như là nghiên cứu liên tiên tiến, các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, các chương trình liên ngành cung cấp của trường cung cấp các bằng cấp đa dạng giúp sinh viên xây dựng sự nghiệp và tìm kiếm việc làm sau này. Thứ hai là Học viện Công nghệ Carlos. Với 40 năm là nhà cung cấp giáo dục hàng đầu tại khu vực Đông Nam của Ireland, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong việc đào tạo sinh viên quốc tế, Học viện Công nghệ Carlos cung cấp một sự lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên muốn học tập trong một môi trường an toàn, thân thiện, hiện đại và có cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời tại một trong những nền kinh tế phát triển nhất của Tây Âu. Về điều kiện nhập học cũng như là cách thức nộp hồ sơ ra sao, những bạn cần phải cung cấp những hồ sơ học tập như thế nào thì các bạn hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc số điện thoại 3848-4879. Ngoài ra chúng tôi còn có một chi nhánh tại quận 5 và một chi nhánh ở Nha Trang. Các bạn có thể liên lạc với chi nhánh nào mà các bạn cảm thấy là thuận tiện nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.